Sau cơn bão số 3, rồi đến trận mưa lịch sử, các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng chịu thiệt hại không nhỏ, nhưng để ổn định sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, nhà máy đã và đang nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng tại thị xã Mỹ Hào thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Hàng nghìn mét vuông nhà xưởng của công ty bị tốc mái, hầu hết dây chuyền bị gián đoạn sản xuất, nhiều thiết bị máy móc bị ảnh hưởng do gió và mưa bão tràn vào xưởng sản xuất. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân công ty, đến chiều ngày 10 tháng 9, công ty đã đưa 3/4 xưởng sản xuất vào hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác. Đây là nhà máy số 2, nhà máy số 1 của chúng tôi trên kia là toàn bộ cái máy trên đấy là cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nó không lớn như ở dưới đây. Đấy, nhưng trên đấy có một cái nặng nề nhất là cái biển quảng cáo. Biển quảng cáo tương đương với trị giá khoảng 1 tỷ đồng đã bị đổ và hỏng hoàn toàn do sức gió quá mạnh. Sau khi cơn bão đi qua, một tuần nay chúng tôi là chủ yếu là chỉ khắc phục. Công ty cổ phần đầu tư thương mại HB Logistics ở khu công nghiệp Yên Mỹ cũng bị thiệt hại khoảng 300 triệu do cơn bão số 3 gây ra. Do đặc thù là doanh nghiệp chuyên về mặt hàng đông lạnh, nên ngay sau khi cơn bão đi qua, toàn bộ cán bộ công nhân đã tranh thủ khắc phục thiệt hại để tiếp tục sản xuất. Sau khi cơn bão Yagi đi qua thì chúng tôi đã huy động cái nguồn lực của công ty để khắc phục một cách nhanh nhất, vì cái đặc thù của chúng tôi là cái ngành dịch vụ kho lạnh nên phải khắc phục càng sớm càng tốt. Thì đến giờ phút này doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Theo thống kê, sau cơn bão số 3, về cơ bản các doanh nghiệp không có thiệt hại lớn về tài sản. Để kịp thời động viên các doanh nghiệp, ngay sau cơn bão đi qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đến thời điểm này, gần 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoạt động trở lại, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.